Xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả và quý vị cùng đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ và Bệnh viện Bình Dân. Kính thưa tất cả quý vị khán giả thân mến, trong chủ đề ngày hôm nay chúng tôi thực hiện với tên gọi hướng dẫn chăm sóc người có mang ống thông bàng quang ra da, và vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong số phát sóng ngày hôm nay. Thành ra xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đạo Thuấn, hiện là giảng viên của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và đang công tác tại khoa phẫu thuật sỏi thận chuyên sâu của Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Thành ra xin được kính chào bác sĩ Thuấn. Thân chào quý bà con, thân chào MC Thành ra. Thưa bác sĩ, đầu tiên xin phép nhờ bác sĩ Thuấn có thể cho tất cả quý vị khán giả hiểu rõ hơn là ống thông từ bàng quang hay là thận ra da là gì, và bệnh nhân nào thì chúng ta cần phải đặt ống thông này thưa bác sĩ? Đầu tiên ha, chúng ta biết là cái hệ tiết niệu là cái gồm có thận, hai quả thận hai bên, rồi nó tiết nước tiểu xuống ở hai cái ống niệu quản ha, sau đó nó đổ vào cái bàng quang chứa nước tiểu, rồi sau đó nó tống thoát nước tiểu ra ngoài qua cái ống niệu đạo. Như vậy thì cái hệ thống tiết niệu đó là chủ yếu là bài tiết cái nước tiểu. Thì khi mà có một cái quá trình nào đó mà bị tắc nghẽn trên cái đường ra của đó, mà không ra được đường cái tự nhiên đó, thì mình cần phải tạo ra một cái ngõ ra khác hoặc là trợ giúp qua cái ngõ ra tự nhiên. Như vậy là các cái ống thông từ đó là gì? Là được thực hiện ở trong cái đường tiết niệu để đi ra ngoài, như là ống thông thận khi mà nó bị tắc cái niệu quản đi xuống, hoặc là ống thông bàng quang khi tắc cái niệu đạo đi ra, vân vân. Đó, đây là một số cái ống thông mà thực hiện trong tiết niệu là như vậy ạ. Dạ. Vậy thì cụ thể cấu tạo của ống thông này nó bằng những chất liệu gì và gồm có những cái bộ phận gì thưa bác sĩ Thuấn? Cái ống thông của trong tiết niệu đó thực sự là gì đó, nó cũng khá đa dạng. Tuy nhiên là về cái thành phần chủ yếu của nó chủ là cái cao su ha, cao su mà gì thành phần trước đây á thì thành phần cao su dẻo, nhưng mà cái người ta có tráng cái lớp bên ngoài đó gọi là cái latex ha, tức là silicone ha. Còn bây giờ những cái do cái khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đó thì người ta dùng cả một cái chất liệu là bằng silicone luôn. Thì nó có cái chất lượng tốt hơn, cũng như là khi mà nằm trong cái môi trường nước tiểu là nó đỡ phải có những cái nhiễm khuẩn hoặc là những cái vấn đề về cái tác hại của cái những cái ống thông đó xảy ra cho cơ thể. Thì nhìn chung là về cấu tạo của ống thông đó là có hai bộ phận chính. Phần chính là thứ nhất là ống thông để đặt vào để mình lấy cái phần nước tiểu ra thôi, không có giữ lại ha. Thì những ống thông đó thì thường là nó thẳng và nó không có cái bộ phận giữ lại. Còn những cái ống thông mà cần mình lưu lại trong cái cơ thể một cái thời gian dài nhất định nào đó thì phải có một cái bộ phận để giữ lại, như là một cái bong bóng tự nhiên hoặc là một cái bộ phận nó tự phình ra, là khi mà mình kéo ra thì nó sẽ dẹt lại, khi mà mình thả ra thì nó bung ra để cho nó tạo thành một cái bong bóng tự nhiên để mà giữ lại trong cơ thể. Nhìn chung là có hai nhóm như vậy. Dạ, nhân chương trình xin phép nhờ bác sĩ Thuấn có thể hướng dẫn cách mà chúng ta vệ sinh và thay túi nước tiểu tại nhà như thế nào thưa bác sĩ? Vấn đề này thì đúng là gì đó, trong tiết niệu đó là những cái ống thông mà để cho bệnh nhân mà ở ngoài trú về nhà đó thì khá nhiều. Thực sự mà nói là như vậy. Để mà gì có một cái cách hướng dẫn chăm sóc có quy cách cho những bệnh nhân đó thì thực sự là chủ yếu là cái ống nối, cái phần nối giữa cái ống thông và cái túi dẫn lưu nước tiểu đó, thì cái phần đó đã được gắn chặt vào bên trong rồi. Gắn chặt vào bên trong nó có khi mà thay vào thì gắn vào thì nó rất là dễ dàng. Tuy nhiên về nhà chăm sóc như thế nào? Thứ nhất là cái phần về cái ống thông đó, ở cái vùng mà ống thông ra ở cái cơ thể đó, thì cái đó là cần phải chăm sóc là dưới sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc là của nhân viên y tế. Tuy nhiên là cái phần ở bên ngoài thôi, phần nối từ cái ống thông ra cái dây câu nước tiểu đó, thì những phần này thì người nhà hoặc là bệnh nhân phải tự chăm sóc. Thì thực sự là cũng khá đơn giản, là đây là một cái ống dẫn lưu kín. Do đó gì mình chỉ gì đó thực hiện để cho nó không bị gì bị tắc nghẽn, hoặc là khi mà mình nằm đó, hoặc là mình
sinh hoạt á, đừng có để vướng là mình thay đổi tư thế nó sẽ bung ra, giật ra thì nó tuột ra đó. Còn những cái lúc mà cái túi nước tiểu đó mà nó gì đầy một khoảng cỡ 500 ml theo cái vịt vạch chia cái mức nước tiểu thì mình vặn ở cái cuối của cái túi đó, mình sẽ xả cái nước tiểu ra, đến lúc hết thì mình khóa sở lại đó. Thì một số cái vấn đề như vậy thì chủ yếu là hai cái vấn đề chính. Thứ nhất đó là gì, là đừng có để ống thông nó tắc khi mà mình nằm, đặc biệt trong cái tư thế mình nằm hoặc là mình gập lại, một số người là gập lại ở bên trong cơ thể để cho thấy cho nó gọn gàng. Tuy nhiên chính cái động tác gập đó nó có thể gây tắc nghẽn của cái ống thông đó, gây ra tình trạng ứ lại nước tiểu bên trong và gây nhiễm khuẩn. Thứ hai đó là gì, là một số cái sinh hoạt thì bệnh nhân vô tình thôi, có thể là gì đó thay đổi tư thế một cái thì cái vướng lại thì nó bung bung tuột cái túi dẫn lưu ra khỏi cái dẫn lưu đó. Thì thực sự là có hai vấn đề như vậy. Thưa bác sĩ Thuấn, khi mà bệnh nhân của mình về chăm sóc ống thông tại nhà thì cũng có nhiều người đã có hỏi là khi mà họ tắm thì nước hoặc là xà bông và đặc biệt là mồ hôi của họ sinh hoạt hàng ngày mà chảy đến cái miệng ống thì có cái nguy cơ gây nhiễm trùng hay không thưa bác sĩ? Vâng, cái này thì thực sự nó khá là thông dụng và đây là một cái điều ưu tư của gì đó nhân viên y tế cũng như là thân nhân và bệnh nhân. Thì chúng ta chia ra hai trường hợp ha. Trường hợp thứ nhất là cái phần ống thông đó mà mới thực hiện đó, mà khi mà cái phần vết thương nó chưa ổn định đó, thì chúng ta bắt buộc phải giữ khô. Giữ khô đó thì vệ sinh đó là phải là vệ sinh của gì đó dưới hướng dẫn của vô khuẩn đó. Như vậy thì còn cái chuyện thứ hai đó là khi cái ống thông đã ổn định rồi, cái vết thương đã ổn định rồi, mình không cần băng gạc gì cả. Đó là hai cái phần chính như vậy cái đã. Rồi cái phần thứ nhất, khi mà cái ống thông mà nó chưa có ổn định đó, thì những cái phần đó mình tắm rửa thì mình cần phải cô lập nó lại. Cần phải. Chẳng hạn như là cái ống thông bằng quang laser thì mình phải dùng một cái túi, một cái dây buộc ni lông lớn đó, mình che chẳng như một cái thắt lưng quần vậy đó. Bên trên mình tắm rửa bình thường, còn bên dưới mình dùng cái vòi xịt, mình xịt bên dưới để mình tránh cái phần mà nước mà vô trong cái vết thương đó. Đó, đấy là một cái sinh hoạt gần như hàng ngày. Đó. Cái thứ hai, nếu mà cái vết thương đó nó đã ổn định rồi, nó thành một như là một cái bình thường, không thấy cái vết thương gì cả ha, thì cái ống thông đó mình cũng chẳng cần phải băng rửa gì cả, và có thể tắm rửa thì tắm rửa bình thường, sau đó vô thì có thể mình vệ sinh lại xung quanh đó thôi, cái miệng của ống thông thôi đó. Thì phải hiểu rõ là có hai cái giai đoạn ha, hai giai đoạn của loại ống thông mà có thể xảy ra như vậy. Thưa bác sĩ, những bệnh nhân khi mà họ đặt ống thông bằng quang laser thì thường rất là lo ngại cơ thể của mình sẽ có mùi hôi, mùi khai. Vậy thì liệu rằng có cái cách nào để họ khắc phục tình trạng này hay không thưa bác sĩ? Đây là một vấn đề này. Khi mà có mùi hôi, mùi khai là vấn đề thứ nhất, đó là vệ sinh cơ thể. Vấn đề thứ hai đó là do cái vấn đề nước tiểu nó không được kín và nó có thể nó xì dò ra ngoài. Thì để đảm bảo được cái vấn đề đó thì mình vừa chia sẻ xong đó, thứ nhất là phải vệ sinh ha. Vệ sinh bằng cách là ở cái vùng mà cái chỗ da đó, mà cái ống thông ra da đó, thì mình phải có cái băng gạc và có thể phải thay hàng ngày ha. Đó là một, và thay đó dưới hướng dẫn của cái nhân viên y tế để hướng dẫn hoặc là nhân viên y tế trực tiếp làm. Cái thứ hai nữa, cái phần nối của cái ống thông đó, phần nối của ống thông thì mình phải gì, mình phải, đó là một ống dẫn lưu kín. Do đó gì, mình phải đảm bảo được là gì đó nó kín chứ nó không bị xì dò nước tiểu đó. Rồi những cái phần bên ngoài thì mình cứ gì phải thay cho đúng, thay đúng. Ví dụ như ống thông đó bắt buộc là phải thay mỗi ít nhất là 2 tuần một lần đó. Nếu mình để lâu quá thì chắc chắn là vệ sinh nó sẽ kém đi. Thứ hai là còn cái túi dẫn lưu đó, cái túi dẫn lưu mà ra ngoài đó, thì có thể mình từ 2 tới 3 hoặc là 5, 7 ngày gì đó, miễn sao mà mình thấy là nó đủ gì khá sạch sẽ là có thể được. Chứ mình đừng có để gì từ tuần này qua tháng nọ thì chắc chắn là vì cái vấn đề vệ sinh không đảm bảo là gây ra những cái phiền toái trong sinh hoạt của bệnh nhân. Và có nhiều bệnh nhân hỏi là về vấn đề mà họ lựa chọn mặc quần áo hàng ngày thì có còn lưu ý những cái vấn đề gì hay không thưa bác sĩ?
Thực sự là về khi mà mang cái ống thông đó đó, mang ống thông cái bằng quang da đó thì vấn đề về mặc áo quần nó cũng không quá quan trọng. Tuy nhiên là có một số bệnh nhân đó thực hiện những cái thắt lưng ha. Cái thắt lưng thì thường là người ta muốn giấu bên trong đó, thì chính cái thắt lưng đó nhiều lúc nó chặt quá nó gập các cái ống thông đó, gập nó tắc các cái ống thông thôi. Đó, thì vấn đề chính là như vậy. Còn nếu mà mặc những cái áo quần mà nó rộng rãi thì cảm thấy nó thoải mái hơn, nó thoáng hơn để tránh cái vấn đề mà tù túng hoặc là những cái vấn đề vệ sinh cho bệnh nhân thôi. Tại bệnh viện bình dân, khi mà bác sĩ nhận thấy người bệnh họ đặt ống thông qua da thì họ thường thắc mắc những gì về túi nước tiểu của họ, và các bác sĩ ở đây đã giải đáp cho họ như thế nào, thưa bác sĩ Thuân? Cái ống thông đó thì như chúng ta biết là cái ống thông mục đích là chuyển lưu nước tiểu ra ngoài. Thì chủ yếu có hai vấn đề chính. Đó là vấn đề chính nhất, làm sao đó nó đừng có tắc nghẽn. Vấn đề thứ hai đó là đừng có nhiễm khuẩn. Chủ yếu bệnh nhân thì người ta thắc mắc là cái gì? Là khi mà cái lượng nước tiểu nó ít đi hoặc là nó không ra theo túi đó thì có thể là gì, có vấn đề về tắc nghẽn của ống thông, có thể tắc nghẽn từ bên trong cũng hoặc là tắc nghẽn từ bên ngoài. Bên ngoài thì có thể bệnh nhân có thể nhìn thấy được, ví dụ như gập ống thông hoặc là cẳng gì đó ra ở cái phần phần túi hoặc cái phần ống dẫn lưu. Tuy nhiên tắc bên trong thì cái câu chuyện đó là bệnh nhân không thể nhận biết được, mà cái đó phải là chính bác sĩ về chuyên môn, chuyên khoa về tiết niệu mới có thể biết được. Rồi cái thứ hai đó là vấn đề về cái nhiễm khuẩn hay không, thì nhờ cái tính chất của nước tiểu, tức là chẳng hạn như là thấy cái màu nước tiểu bình thường là nó phải trong, nó hơi vàng nhạt đó, thì bây giờ tính chất của nó nếu như mà nó có cặn ha, hoặc là nó có cái màu mủ đục vân vân, hoặc là gì cái màu quá sậm màu đó, những cái vấn đề đó là những cái vấn đề bất thường, thì có thể là gì đó vấn đề gây ra nhiễm khuẩn hoặc là bệnh nhân đã uống nước quá ít, tức là thiếu nước đó, những cái vấn đề như vậy. Thì chủ yếu là trong cái thực tế lâm sàng là chúng tôi theo dõi là ở chỗ là vấn đề là nước tiểu, lượng nước tiểu đi ra, và thứ hai đó các tính chất của nước tiểu như là tôi vừa chia sẻ xong. Còn về cái chế độ ăn uống thì những người bệnh họ đặt ống thông bằng quang ra da thì có cần kiêng cữ những nhóm thực phẩm hay là những món gì hay không, thưa bác sĩ? Thực sự mà nói, khi mà một bệnh nhân đã được mà mở cái bằng quang ra da đó thì vấn đề về sức khỏe nhìn chung là có ảnh hưởng, và trước đó cũng như là trong cái quá trình mà mang ống thông, như vậy là cũng giống như bao cái bệnh lý khác, chúng ta cần phải bổ sung đủ cái lượng dinh dưỡng cho bệnh nhân. Hầu như là gì về cái kiêng kem trong cái vấn đề này gần như không có cái chỉ định về kiêng kem, trừ trường hợp bệnh nhân đó có suy thận hay không thì mình phải có cái chế độ ăn suy thận vân vân đó. Còn là những cái vấn đề chỉ có cái vấn đề mà gì cái vết thương để mở cái ống thông đó ra thôi đó mà đó thì không có một cái kiêng kem gì cả. Tuy nhiên vấn đề cần phải nhấn mạnh đó là gì, cái ống thông này đặt lâu ngày có thể gây nhiễm khuẩn, thì chúng ta cần phải gì khuyên bệnh nhân là phải uống nước nhiều. Cái điều uống nước nhiều là như thế nào, uống chúng ta phải cho bệnh nhân uống rải ra nhiều lần trong ngày, một lần cũng vừa phải thôi nhưng mà phải nhiều lần, mục đích là để cái dòng nước tiểu đó luôn luôn được lưu thông và nó tống thoát những cái chất dơ cặn ở bên trong, cũng như là gì đó, tránh cái vi khuẩn nó ngược dòng trở vào bên trong cái đường tiết niệu để tránh cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu cho bệnh nhân. Đó là về chế độ ăn uống. Còn đối với chế độ vận động thì người đặt ống thông tiểu có thể đi bơi được hay không, và những cái môn thể dục nào phù hợp với họ, thưa bác sĩ Thuân? Đây là một cái câu chuyện mà cũng rất là nhiều người là thắc mắc đó. Thì chúng ta đã biết cái ống thông đó, nếu cái ống thông đó chúng ta đặt thì nó có cái sự gì lưu thông từ bên ngoài vào bên trong cơ thể, mà cụ thể là lưu thông vào bên trong cái cơ quan của đường tiết niệu. Như vậy khi chúng ta xuống nước mà giống như đi bơi chẳng hạn, thì chắc chắn là nước sẽ có gì đó vào bên trong cái cơ thể và vào bên trong cơ quan tiết niệu. Cái nước đó chắc chắn là không phải là nước vô khuẩn, mà cái cơ quan tiết niệu của chúng ta chỉ cần có một cái lượng nước không vô khuẩn vào bên trong thì có thể gây ra cái tình trạng nhiễm khuẩn và gây ra hậu quả khá nghiêm trọng. Như vậy rõ ràng là đối với bệnh nhân mà đang cái thời gian mà mang cái ống thông bằng quang đa da đó thì tuyệt đối không được đi bơi. Đó là một cái điều khẳng định. Còn thứ hai, những cái sinh hoạt khác thì hoàn toàn bình thường. Sinh hoạt ở trên khô đó thì hoàn toàn bình thường, trừ trường hợp
là cái những cái sinh hoạt đó nó gây ra những cái vận động mà có thể gây tuột cái ống thông. Yeah. Đó, hoặc là những cái vướng víu mà có thể gây ra là gọi là gì đấy, cái bức ha, bức cái chỗ nối đó ha. Chẳng hạn như là hồi nãy tôi chia sẻ đó, có thể nó vướng rồi nó gây bức cái ống thông đó thôi, chứ thực sự là gì, nó không có một cái gì, một cái cấm đoán hay là một cái hạn chế gì cho trên một cái vận động trên khô đối với một cái bệnh nhân mà đang mang cái ống thông bằng quang ra da. Thưa bác sĩ, về cái chế độ ăn uống, về chế độ vận động thì bác sĩ cũng đã chia sẻ rất cụ thể rồi. Ngoài hai cái vấn đề này thì liệu rằng trong cuộc sống khi bệnh nhân của mình trở lại sinh hoạt hàng ngày, trở lại với công việc thì có họ có cần lưu ý đặc biệt những cái vấn đề gì hay không thưa bác sĩ? Thực sự khi mà cái người mà đang mang cái ống thông bằng quang ra da đó, yeah, thì mình phải biết rằng là cái ống thông này có thể là vĩnh viễn cũng như là có thể là tạm thời. Ha, thì gì đó phải tuân thủ cái việc mà hướng dẫn chăm sóc của nhân viên y tế nói chung. Yeah. Và cái phải có một cái sự hỗ trợ của người nhà hoặc là chính bệnh nhân để gì đảm bảo được cái ống thông đó. Chẳng hạn như là phải đảm bảo được là gì, nó là thời gian để thay ống thông nè. Yeah. Thời gian để gì, để xả cái lượng nước tiểu nè. Ha, rồi cái cách vệ sinh làm sao mà chống để cho đừng có gập ống nè, đừng có bị tắc ống nè, hoặc là những cái vấn đề mà để đừng có để tuột các cái chỗ nối đó, những cái vấn đề như vậy thôi, còn lại là chỉ những cái sinh hoạt là gần như bình thường. Và đặc biệt là khi mà mình đã xác nhận là gì nó mang cái ống thông đó, thì nhân viên y tế đã gì có thể giải thích cho mình hiểu được cái ống thông đó có thể là một cái thời gian tạm thời. Yeah. Chứ không phải là tất cả những trường hợp đều mang ống thông đó là vĩnh viễn. Dạ, yeah. Bác sĩ cũng vừa chia sẻ hai trường hợp có thể là tạm thời hoặc có thể là vĩnh viễn, thì nhân đây xin phép hỏi kỹ hơn là cái trường hợp nào hoặc là cái nhóm bệnh nào thì bệnh nhân sẽ đặt tạm thời, và nhóm bệnh nào, trường hợp nào thì bệnh nhân sẽ đặt ống thông tiểu vĩnh viễn thưa bác sĩ thôi. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta chia ra hai cái vấn đề ha. Thứ nhất là những bệnh nhân nào mà gì khi mà gì dẫn lưu cái ống bằng quang ra da đó, nếu như ở bên dưới ha mà có thể bị tạm thời thôi, hoặc sức khỏe chung của bệnh nhân nó đã gì đã trong cái thời gian đó không thể phẫu thuật để đi tiểu theo cái đường tự nhiên được, thì đó là một cái mà chuyển lưu tạm thời. Mình sẽ chờ nhân nâng đỡ cơ thể của bệnh nhân lên, nâng đỡ cái tổng trạng lên, và điều trị cái phần mà nước tiểu từ cơ quan niệu đạo đi ra ngoài đó nó ổn định, mà có thể chờ cái thời gian phẫu thuật để gì tái tạo ra cái đường đi tiểu tự nhiên, thì lúc đó là cái ống thông bằng quang ra da chỉ mang tính chất là tạm thời thôi. Tuy nhiên một số bệnh nhân như là gì cái tổng tràng của bệnh nhân không cho phép, chẳng hạn như bệnh nhân hoàn toàn không đi lại được ha, đó hoàn toàn là gì nằm một chỗ để gì đó trong cái sinh hoạt chẳng hạn, rồi cái tổn thương ở bên dưới thì nó quá nặng nề, tổng tràng của bệnh nhân quá yếu, không cho phép là một cái cuộc phẫu thuật để tái tạo lại cái đường đi tiểu ở bên dưới được, thì cái câu chuyện này thì có thể là gì cái ống thông bằng quang ra da đó có thể là phải mang vĩnh viễn. Yeah. Một số tình huống là tôi thấy là không phải trường hợp nào mang cái ống thông bằng quang ra da cũng là gì làm giảm chất lượng cuộc sống. Chẳng hạn như là đối với một bệnh nhân đang có một cái tổng tràng rất là kém, có thể không có sinh hoạt, tự sinh hoạt được, không có ngồi lên được, phải nằm tại chỗ. Nếu như bệnh nhân đó mà gì đi tiểu bình thường thì cũng phải nhờ cái sự trợ giúp của người nhà, hoặc là phải mang một cái tã. Đó, thì chính cái việc mang tã đó nó gây ra nhiều cái vấn đề như là gì nó có thể nhiễm khuẩn hoặc là gì viêm loét vân vân. Nó rất là phiền toái. Trong lúc đó, những trường hợp đó thì khi bệnh nhân mà đã gì có một cái ống thông bằng quang ra da thì rõ ràng là chất lượng cuộc sống nó tốt hơn rất là nhiều. Và chính như vậy tạo ra cái sự thoải mái cho bệnh nhân cũng như là cái sự thoải mái cho cái người chăm sóc cho bệnh nhân. Thì nói như vậy để hiểu được là cái ống thông bằng quang ra da một số cái tình huống nó có thể làm cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân nó tốt hơn so với cái việc mà bệnh nhân phải đi tiểu bình thường ra ngoài. Vấn đề như vậy.
Dạ vâng ạ. Và thân đó xin thay mặt cho tất cả quý vị khán giả và những người thực hiện chương trình xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đạo Thuấn trong số phát sóng ngày hôm nay đã giúp cho tất cả quý vị khán giả hiểu rõ hơn phương pháp đặt ống thông bằng quang đa gia là gì và những lưu ý cũng như là chúng ta chăm sóc, chúng ta vệ sinh ra sao. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn của bác sĩ ạ. Dạ, xin chào quý bà con. Xin chào MC Thanh Rắc. Dạ, và thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng lần sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.